như các chị em phụ nữ cũng biết là đặc thù công việc của Linh là một diễn viên, thế nên khi nói đến một diễn viên thì trước hết người ta sẽ phải nhắc đến ngay xem người diễn viên đó có xinh không, có đẹp không, và đó chính là nhan sắc. Nhan sắc của người diễn viên thì luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Thế nhưng phải thú thật là cũng như đã có những khoảng thời gian mà Linh cảm thấy khá là bị stress bởi nhan sắc của mình, cũng có thể là do dấu hiệu của tuổi tác, dấu hiệu của thời gian. Thế nên là cái thời gian đó thì Linh cảm thấy là nó bị áp lực rất là nhiều, áp lực từ công việc, áp lực từ cuộc sống, và tất cả mọi cái đó cộng lại thì nó đã được thể hiện trên gương mặt của mình. Đó, khoảng thời gian đó thì Linh thực sự là cảm thấy rất là lo lắng, bởi vì là ở trên mặt của mình thì đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn ở khóe mắt, rồi là mặt thì đã bắt đầu xuất hiện nám, xuất hiện tàn nhang. Đó, và như lúc đầu Linh có chia sẻ là cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian Linh cảm thấy rất là áp lực, rất là bị stress. Thế nên là Linh nghĩ là đã đến lúc mình cần phải tu sửa lại nhan sắc của mình. Nhưng trộm vía được cái là cho đến bây giờ thì khi Linh xuất hiện trên sân khấu cũng như là trước ống kính máy quay và gặp gỡ đối với những người đối diện thì thường thường là được nhận những lời khen. Mọi người còn nói là sao dạo này nhan sắc có vẻ là được nâng cấp lên rất nhiều. Thì đồng hành với Linh không phải là chỉ một mình đâu, mà Linh đã có một người bạn, một người đồng hành cùng với Linh trong quá trình đó để nhan sắc đó được thăng hạng lên một chút. Đó chính là em mỹ nhân Hoàng Cung. Nghe nói đến cái tên thôi thì không biết các chị em phụ nữ như thế nào, nhưng mà đối với Linh thì Linh cảm thấy rất là thích thú, bởi vì là con gái chúng ta, là phụ nữ chúng ta thì ai cũng thích trở thành mỹ nhân, ít nhất là ở trong lòng một ai đó hoặc là của một ai đó. Thế nên bộ sản phẩm mỹ nhân Hoàng Cung này là rất thích hợp đối với các chị em phụ nữ chúng ta. Và các chị em phụ nữ nên nhớ đây là một dạng thực phẩm chức năng pha uống nhá. Đó, và Linh đã dùng em mỹ nhân Hoàng Cung này và các vết nám, vết tàn nhang thì hầu như là đã không còn xuất hiện ở trên gương mặt nữa. Và phải nói thật là từ khi dùng em mỹ nhân Hoàng Cung này thì tất cả các cái chứng bệnh như kiểu là ốm vặt rồi là cảm vặt đều hầu như là không còn. Vì em mỹ nhân Hoàng Cung này bên cạnh cái việc mà điều trị nám tàn nhang thì sẽ đem lại cho chúng ta một sức khỏe tốt, một sức đề kháng rất là tốt. Đó, còn về thành phần của em mỹ nhân Hoàng Cung này thì các chị em phụ nữ hoàn toàn yên tâm, bởi vì là mỹ nhân Hoàng Cung được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Đó, và ở trong đó thì có tinh bột nghệ nano cucumin, còn có cả mật ong hoa rừng nữa. Mật ong hoa rừng thì rất là tốt, nó có rất nhiều các vitamin tốt hơn nhiều so với các mật ong thường, và tất cả những thành phần đó thì đều hoàn toàn là thiên nhiên. Thế nên các chị em phụ nữ nếu như sử dụng mỹ nhân Hoàng Cung thì hoàn toàn có thể yên tâm. Đó, và cũng có một số chị em phụ nữ thì thường hay thắc mắc là khi nói đến tinh bột nghệ thì các chị em phụ nữ sẽ nghĩ đến là rất là khó uống, khó dùng. Thế nhưng tinh bột nghệ ở trong mỹ nhân Hoàng Cung thì lại ngược lại, lại rất là dễ dùng, dễ uống. Đó, bởi vì là nó có mật ong hoa rừng, rất ngọt, rất thanh và rất dễ uống. Đó, các chị em phụ nữ hãy mở ra, ấp ở trong cái vỏ này ra. Đó, mùi nghệ với cả mùi mật ong rất là thơm. Đó, các chị em phụ nữ thì có thể là dùng 2 thìa cà phê, nhưng để cho đỡ tốn thời gian thì Linh thường thường là Linh sẽ dùng 1 thìa to này là đủ, nó sẽ tương ứng với cả 2 thìa cà phê. Đó, nhưng mà Linh quen dùng 1 thìa to rồi nên là Linh sẽ cho 1 thìa. Đó, vào với khoảng 200ml, nhớ là phải nước ấm. Đó, sau đấy mình sẽ ngoái đều lên. Đấy, cái này có nghệ nano cucumin, thế nên là màu rất là đẹp. Rất là thơm, rất ngọt. Ngọt nhưng mà nó không phải là nó ngọt khé đâu, mà nó ngọt rất là thanh, rất là mát. Và nói chung là không biết dùng từ gì để có thể tả được. Nhưng mà tóm lại là với cá nhân Linh thì Linh cảm thấy rất là thích khi uống cái em mỹ nhân Hoàng Cung này. Tiết lộ với các chị em phụ nữ một điều cực kỳ thú vị nữa về em mỹ nhân Hoàng Cung này, đó là không phải em mỹ nhân Hoàng Cung này chỉ được sử dụng cho chị em phụ nữ chúng ta đâu, mà nó còn được sử dụng cho
tất cả những người, những ai được gọi là người lớn tuổi hoặc cánh đàn ông cũng có thể sử dụng được. Khi Linh sử dụng thì Linh cũng có mua em Mỹ Nhân Hoàng Cung này về để cho bố mẹ chồng cũng như là bố mẹ đẻ của Linh sử dụng. Và khi các cụ sử dụng xong thì các cụ nói là trộm vía từ ngày sử dụng Mỹ Nhân Hoàng Cung do Linh mua thì các cụ đã ăn ngon, ngủ yên, ngủ rất đều giấc, ngủ rất sâu giấc. Đó, và vì sao các bạn có biết không? Vì ở trong Mỹ Nhân Hoàng Cung này có rất nhiều các thành phần dinh dưỡng, nó tăng cường khả năng đề kháng cũng như là khả năng miễn dịch. Và nói chung là nó rất tốt đối với những ai mắc các chứng bệnh, mắc các bệnh lý về đường ruột. Thú thật với các chị em là ông xã của Linh thì thường xuyên phải đi tiếp khách, phải gặp gỡ các đối tác, thế nên là cũng phải uống bia, uống rượu cũng khá là nhiều. Thế nhưng mà đã có em Mỹ Nhân Hoàng Cung này luôn luôn ở bên cạnh để hỗ trợ, thế nên là Linh cũng yên tâm phần nào. Đó, và từ nãy đến giờ thì khi nghe Linh giới thiệu thì các chị em phụ nữ sẽ có những cái thắc mắc, chắc hẳn là sẽ có những cái thắc mắc là không biết là cái em Mỹ Nhân Hoàng Cung này nó có đắt hay không mà công dụng của nó lại nhiều đến thế. Thì xin thưa với các chị em phụ nữ đó là một hộp Mỹ Nhân Hoàng Cung ở trong có 4 hộp nhỏ và mỗi hộp mà khoảng 200g như thế này thì nó có giá là 1.590.000. Đó, chỉ 1.590.000 thôi mà chúng ta đã sử dụng được 4 em Mỹ Nhân Hoàng Cung. Và chúng ta uống như thế này mỗi ngày 2 thìa cà phê thôi thì một lọ nó sẽ dùng được rất là lâu. Đấy, khá là lâu lên. Thế chị em phụ nữ hoàn toàn có thể yên tâm là giá thì nếu mà bỏ ra 1.590.000 ngay lúc đầu thì với một số các chị em phụ nữ thì cũng có thể là hơi cao một chút. Thế nhưng mà các chị em phụ nữ lại phải thấy là ở bên trong có 4 hộp nhỏ, nếu để chia số tiền đó ra cho 4 hộp này thì nó không đáng là bao nhiêu cả. Thế nên là các chị em phụ nữ hãy dùng Mỹ Nhân Hoàng Cung không những để bảo vệ sức khỏe cho mình mà còn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình của mình nữa. Nếu có em Mỹ Nhân Hoàng Cung này đồng hành cùng chúng ta thì em ấy sẽ bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta, tăng sức đề kháng cho chúng ta để chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh, một sức khỏe dẻo dai cống hiến cho xã hội cũng như là để phục vụ gia đình. Và không biết các chị em phụ nữ thì như thế nào, những ai đã từng sử dụng Mỹ Nhân Hoàng Cung thì thế nào, nhưng với riêng cá nhân Linh, khi Linh đã sử dụng bộ sản phẩm Mỹ Nhân Hoàng Cung này thì Linh cảm giác như em ấy chính là một đại sứ để cải lão hoàn đồng cho chính bản thân của mình. Như các cụ đã nói rồi, phụ nữ sinh ra là để yêu thương, nhưng mà muốn mọi người yêu thương mình thì trước hết mình phải tự yêu thương mình. Và hãy để Mỹ Nhân Hoàng Cung yêu thương chúng ta, hãy để Mỹ Nhân Hoàng Cung đồng hành với chị em chúng ta.